Rồi chào mừng các bạn đến với kênh Cô Lì Bên Bên nha. Hôm nay chúng ta là theo Cô Lì bơm bốn món bay thôi các em. Rồi hôm nay Cô Lì tao bơm bơm con gì vậy? Đây tao bơm giỏi ta, cái mặt đẹp rồi, ôi vừa cái bé nha. Wow, thế là anh tụi ta đã bơm được một quả bông bay hình chú có mặt rất là đẹp luôn nha em. Nó con mập này đẹp không? Nó màu xanh này, nó có những con cá con ở trong này nữa nè. Rất là đẹp luôn. Wow, cô này ta bơm được chú heo bé ba nó rất là đẹp luôn các em. Heo bé ba đẹp lắm nè. Nè, đây là có cái gia đình heo nhà ta nè, đó heo heo ba nè, mọc u nè, heo mẹ nè, hai chú heo con nè, heo với ta về đây quá. Cô này ta bơm một cá rô phi nó rất là đẹp các em ơi, cá rô phi là đẹp quá các em ơi, một con cá này rất là đẹp giống như là con cá rô phi nha các em, cá rô phi đẹp nữa là nó có những hình hai đùi gà đẹp lắm. Rồi thế là cô này đã bơm được ba con rồi, ba cái bông bóng đẹp rồi. Rồi thế là cô này tao bơm được một quả bông bóng bay hình chú cá này, một cô phi này rất là đẹp luôn các em. Wow, chú cá này đẹp luôn. Là cô này tao đã bơm được bốn quả rồi. Nhiều bóng bóng quá em ơi, quá nhiều bóng bóng này. Wow, cô liền người ta giỏi quá, đang bơm một quả nữa nè các em. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều bóng bóng bay luôn rồi. Quá đẹp. Rồi cho các em xem con cua này tao bơm được mấy quả nha. Hai quả này là mình đã bơm trước rồi các em. Đây là mấy quả trước.
đâu nè, một anh cá mập nè, ba chú cá rô phi nè, một anh heo bé ba nè, một con khủng long nè, một chú vịt nè. Ồ, cô này tao bơm thêm một quả nữa hả? Trời ơi, đặt cô đi, tao đang bơm được một quả nữa em. Cơ là tất cả là 2, 4, 5, 6 quả rồi. Ồ, quả nhiều.